chào mọi người nha. Đây hôm nay máy nén khí này đặt hộ anh Cương này. Con này là nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất tại Trung Quốc nhá. Mã là DX50, con này là công suất 4 HP, bình 50 lít nhá. Đây, tem nhập khẩu, công ty địa chỉ rõ ràng này, con này sản xuất tháng 1 năm 2021 nhá. Úi giời, hơi tối nhưng mà vẫn nhìn được. Máy 100% dây đồng này. Trọng lượng đóng gói của nó là 48 cân, máy là 44 cân nhá. Bây giờ em xin phép mở hộp nhá. Nguyên đai nguyên kiện. Cảm giác được khui khui những cái này nó hay hay. Mình từ bé nó thích chơi đồ hàng. Giờ được khui khui như cái này cũng thích phết. Đấy, nguyên đai nguyên kiện đấy. Đây, nhân vật chính đây. Con này là nặng 44 cân, trọng lượng máy nhé. Ui trời ơi, khá nặng đấy. Ui trời ơi, nặng quá. Đây phụ kiện kèm theo của nó đây. Đây là lọc gió và đầu bịt của bánh xe nhé. Đây là hai cái bánh xe. Hai bánh xe, bây giờ em sẽ lắp bánh xe nhé. Đây là bình 50 lít nhé. Này là dưa le lùn, dưa le Đài Loan nhá. Ui nặng quá. Đây, 100% dây đồng này, máy 4 HP. Tốc độ lên khí của nó là 200 lít trên phút nhá. Bình 50 lít, công suất là 4 HP này, mã là DX50 này, bình này 50 này. Bây giờ em sẽ lắp bánh xe. Đây, trong cái túi này nó có lọc gió. Lọc gió ở đây. Này là bịt dầu này, nút bịt dầu này. Này nó cũng bịt chắc, sợ trong quá trình vận chuyển là nó bị dỉ dầu như người ta. Ui trời. Kìm. Chẳng cơm nhỉ. Nhập nguyên chiếc luôn này. Bịt cẩn thận không có này. Chỉ dầu ra này. Cái nút này là nút bịt dầu vặn vào đây. Thì cái máy này là họ đã đổ sẵn dầu cho chúng ta rồi.
về chỉ việc xài thôi. Lấy cờ lê thì phù hợp với anh em thợ mộc sơn đi công trình. Bình 50 lít nó cũng hơi nặng nhưng mà nó nặng hơn so với lại con 30 lít. Trước là con 30 lít em cũng mở hộp con ấy rồi. Đấy. Này chỉ cần đóng vào thôi. Bên này. Kèm phiếu bảo hành. Bây giờ cắm thử máy chạy nha, xem là tốc độ lên hơi của nó là bao nhiêu phút.
này là 11 phút 40 giây đi. Lên hơi từ lúc mình không có gì là 4 phút, đúng 4 phút. Chưa đến 4 phút đâu nhưng mà cứ gọi 4 phút đi. Thì mình sẽ xả ra nhé. Từ 12 phút nha. Từ 12 phút xuống con 6 cân này. Tức là cứ 2 phút lên được 1 phút lên được 2 cân. Đấy, từ lúc mình xả ra 6 cân thì nó chạy lên đến 8 cân là đúng 13 phút. Đấy. Đây là con này là D-Max này. Max chữ nổi nhá. Hàng 2 tụ nhá. 2 tụ và có tơ le bảo vệ của áp này. Máy chạy khá êm. Này phù hợp anh em thợ mộc sơn rồi, chào mọi người nhé.